tổng chấn động lần đầu tiên San Diego có trong Play Together, check ngay nha. Từ ngày mai trong bản cập nhật mới, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của nhân vật Sanrio. Ví dụ như là bạn điểm danh 14 ngày Sanrio Characters này nè. Thì ngoài tiền sao và kim cương, chúng ta cũng sẽ được nhận thêm su Kitty nữa. Cái su này thì kiếm bằng cái cách làm nhiệm vụ của sự kiện Sanrio đó. Sự kiện thì nó nằm ở bên cái tòa nhà khách sạn của khu trung tâm nha. Và sau khi vào khách sạn thì mọi người tìm tới cái phòng tắm hơi, sẽ có một cái hồ cá đặc biệt. Ở đây sẽ có những cái loại cá mà nó chỉ xuất hiện trong cái đợt cập nhật này thôi nha. Và ngoài ra thì cái tòa nhà lịch quà tặng cũng được mở lại, trong này sẽ có những cái hộp phần quà miễn phí, mọi người nhớ check in hàng ngày để nhận quà nha. Và tất nhiên rồi cũng sẽ có hộp bốc thăm mới là hộp bốc thăm khuyên khạc tỏa sáng. Nghe nói trong này có cái xe hơi siêu sang trọng, nhưng mà tôi không nghĩ là nhân phẩm tôi mở được đâu mọi người. Và cuối cùng là tính năng dành cho những người hướng nội giống mình, sự xuất hiện của các nhân vật AI ở trong chính ngôi nhà và tạo ra những cái cuộc nói chuyện tự động. Từ nay chúng ta sẽ khỏi phải play alone mà chuyển sang play together rồi đó. Thích nha. Và tính năng nào là mọi người trông chờ nhất, hãy comment cho Di biết ha.